Miền Bắc và thủ đô Hà Nội đang trong đợt nắng nóng trên diện rộng. Nắng mạnh không chỉ làm nhiệt độ tăng cao, mà đồng thời chỉ số tia cực tím cũng ở mức gây hại cho sức khỏe. Phóng viên Quỳnh Hoa có mặt ở ngoài trời sẽ thông tin chi tiết. Chị Quỳnh Hoa, nhiệt độ thực tế ngoài trời hiện nay là khoảng bao nhiêu độ? Và tia cực tím thì có thể ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của người dân ạ? Vâng, ngoài trời lúc này ở thủ đô Hà Nội rất nóng anh Dương ạ. Nhiệt độ nếu đo trong lều khí tượng đang là khoảng 36 độ. Thế nhưng mà khi tôi ở ngoài trời tôi cảm nhận thực tế thì cộng với hiệu ứng đô thị thì nhiệt độ ở Hà Nội có thể lên là 37, 38 độ rồi. Có thể thấy là lúc này đây ngoài trời nắng rất là mạnh ạ. Và nắng mạnh thì cũng đồng nghĩa với việc đó là chỉ số tia UV hay còn gọi là chỉ số tia cực tím sẽ ở mức rất là cao. Đầu giờ chiều và buổi trưa cũng sẽ là những lúc mà chỉ số này lên mức cao nhất trong ngày. Và theo như dự báo thì ngày hôm nay chỉ số tia UV ở Hà Nội sẽ lên mức 9. Tức là với mức này nếu mà quý vị để cho da của chúng ta tiếp xúc trực tiếp dưới ánh nắng trong vòng 25 phút liên tiếp thì da có thể sẽ bị cháy nắng hoặc là bị bỏng rát. Và không chỉ riêng thủ đô Hà Nội đâu ạ, trong ngày hôm nay miền Bắc cũng sẽ có rất nhiều nơi mà cảnh báo chỉ số tia UV có thể lên mức 9 như là Hải Phòng hay là Hạ Long. Với các khu vực khác từ khu vực Trung Bộ trở vào khu vực Nam Bộ cũng nhiều nơi có nắng mạnh và UV lên cao như là Huế, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau chỉ số tia UV lên mức 9 và thậm chí là ở Đà Nẵng hay là Hội An chỉ số tia UV còn lên mức 10 cơ. Quý vị có thể thấy rõ là ở ngoài trời lúc này thì rất nhiều người mà bản thân tôi cũng thấy ạ, phải mặc những chiếc áo dài tay để có thể chống được nắng. Tuy nhiên một số loại áo chống nắng thì lại không có khả năng chống được tia UV. Vậy thì có một số những cái đặc điểm sau đây để quý vị cũng có thể biết được rằng là những chiếc áo chống nắng có thể chống được tia UV hiệu quả. Thứ nhất là về chất liệu, chúng ta nên chọn những chất liệu như là ni lông hay là denim hoặc là những cái chiếc áo có chất liệu là polyester như chất liệu mà tôi đang mặc đẹp. Đây là những chất liệu mà có khả năng chống nắng rất là tốt. Còn về màu sắc, nếu mà cùng một chất liệu màu càng tối thì khả năng chống tia UV sẽ tốt hơn so với những gam màu xám. Vì vậy mà màu đen được coi là màu có thể chống tia UV được tốt nhất. Tuy nhiên để giúp quý vị có thể thoải mái và có cảm giác mát mẻ trong những ngày hè thì quý vị cũng thể lựa chọn những màu như màu xanh navy này, màu ghi xám này, màu xanh da trời, màu xanh nước biển. Và thêm nữa thì chúng ta cũng nên chọn những cái kiểu dáng nó rộng để độ bao phủ cơ thể nó cũng tốt hơn. Tránh việc là chúng ta mặc những chiếc áo chật này, khi mà sợi vải bị co giãn thì khi đó những tia UV vẫn có thể xuyên thấu được vào da của chúng ta. Và hiện nay trên thị trường thì cũng có rất nhiều những loại áo chống nắng có khả năng chống tia UV để quý vị có thể lựa chọn. Và ngoài ra trong những ngày mà chỉ số tia cực tím ở mức cao như thế này thì khi mà quý vị phải di chuyển nhiều dưới nắng thì mắt của chúng ta khi mà tiếp xúc với ánh nắng cũng có thể bị ảnh hưởng. Vì vậy quý vị cũng đừng quên là chúng ta nên đeo kính râm để bảo vệ mắt trong những ngày này. Còn bây giờ xin mời trở lại với trường quay với anh Tuấn Dương.